Gì? À. Rồi. À, bây giờ rồi, không chén này đúng không? Rồi rồi rồi, để ba cho vào đây luôn đi. Ok. Ha. À, đi ra, đi đánh nha, đi đánh đi. Đi đánh đi. Con lên xe ngồi đi. Con ngồi ngồi cái trước đi. Chỉ ngồi cái trước được. Chưa xong rồi chứ.
chip chắc về một chip ra sau đi. Để cho Suka ngồi trước, hoặc Suka ngồi sau chứ ngồi trước chứ xe này làm sao mà ấy được. Ngồi thì nguy hiểm. Nhá. Chip xe tôi em toàn lại đi con. BiBi đấy BiBi BiBi à? Hả? BiBi đi chưa? Dừng lại kiếm chỗ nào dừng lại để mình tới BiBi nhá. Đi chưa? Để mình để trang xem có chỗ nào mình dừng lại. Thấy BiBi cho BiBi hiện tại BiBi đấy. BiBi đi đường khá xa nên hơi mệt. Để kiếm chỗ nào. Rồi. Con lên trái nữa đi. Rồi hết chỗ đấy đi, lấy trái đang cho mình. Con rửa cho BiBi đi. Con lên một trái nữa. Lấy trái nữa đó. Rửa hết đi. Con tưới đi các bạn. Con tưới thôi, con cấp xuống. Một đây. Rửa sạch đi. Đó. Tưới biết không? Ôi trái BiBi.
lắm. Con cất cái nước đây đây, trên nước đây cho bạn rửa tay đó. Đây. Vào đây con ơi. Đi. Ok. Nào, đi con ạ. Đấy ạ. Đi. Đi ạ. Đi. Đi 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 đi. Đi lên. Nào đứt ra đứt tới à. Cầm đường rồi nó ra để cọc lên đường nó cầm cọc lên nào. Muốn nhầm ngăn nó chặt đi nhá. Thank you.
Làm một cái nhá, làm một cái đi tặng nhá. Để nhá. Ta đi, tao đi chụp tế đi. Nào. Đi, đi. Đi, đi chụp tế đi. Đi, đi nhanh lên. Chụp tế đi. Đi. Đi, đi nhanh lên. Đi đây. Đi. Đi ra đây đây. Đây bà đây. Năm mới nha con, có vui qua gửi bạn nhé. Tặng bao đi si ba đây. À đây, tặng ba đây nhà. Chà, chúc nhà. Ngoan này, đi thực tế ba nhé nhà. Ơn nha, đứng lên nè, chơi đi ba đi. Chân đó, đứng đó. Đấy, đi này chơi như chơi đi ba đi. Ấy năm mới nha con, đang chúc tết bạn nhá. Để ta đi đi, đi con. Ra đi lo mà nhưng mà. Đi đi, xuống xem đi. Đi, đi ta đi. Con đi nhá. Đi đi. Đi đi. 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 Hả? Đi biển thì không? Chắc chưa đi, chưa được đi biển lần nào. Đi nào. Đi nào. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi à? Thằng ơi. À. Với cái này à. Rồi là đi. Đi. Cầm cái này nhá. Đi. Đi nào. Đi. Rồi với cái túi đồ nghề. Đi. Đi đâu này, này chưa? Thì con nhanh lên con. Ờ, bà thì cứ còn dám à. Dám con đây này. Đi vội đây. Đi vội đây.
Ôi thế, bận nào. Nào. Mời thế nhỉ, đi nào. Đây, 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 đi đây. Qua đây. Qua đây, Bi nào. Bi nào, Bi. Qua đây. Qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây. Ôi, xúc con đi. À, con lên luôn đi, con lên đi đi. Bi ngon xúc con. Bi nhá, con ngồi ngồi chào chị con. Rồi đi. Rồi, lên luôn. Quay lại. Hay mình đi biển nhá. Chị này ở nhà với bà nhỉ? Dạ. Chị cũng chủ đi thôi. Và chị đi chơi với bà. Hello everyone. Hôm nay thì cũng kỳ. Chị này ra mình cười gì đó bác? Oh.
Củ quả có ngô nhá, có cả ngô cả củ quả luôn vậy. Đó, sao? Đói đã? Hả? Đi đói à? Đây đi đấy. Đi luộc à? Đi luộc à? Chào. Ngon không? Ăn đi mà. Mình đi. Đi ăn đi. Đấy. Ăn đi. Ngon lắm. Ngon ăn đi. Thank you.
Tạm biệt rồi mát không? Hả? Đi tạm biệt rồi mát không? Lạc không? Ôi, giỏi em, giỏi quá. Dạ, BiBi bà giỏi quá. Bao khô chưa? Khô rồi thì bà lại đồ thay con nhá. Thay cho chào chào mát lại nhá. BiBi giỏi quá. Dạ, mát bên bà mát mùi chứ nhá. Nằm xuống. Đấy, thì lau người khô mà quần mặc áo nhá. Nằm xuống thì ba đi lấy đồ nhá. Ba thấy con nhá. Nằm xuống thì ăn nào. Nhá. Đấy, giỏi quá. BiBi giỏi quá. BiBi của bà giỏi quá. Rồi, mặc vào trong rồi. Đấy. Nhìn mát mẻ rồi nhá. À, ngồi đây, để quá nhá, con ngồi chậm nhá. À. Đi tính lên trên này bò. Hả? À đấy. Bò nhá. Đi sơn bò. Đấy. Đấy. Đi sơn bò đấy. Ơ lại đi. Đèn bò chưa? Ừ. Bò đấy chưa? Hả? Đi sơn à? Ừ. Sơn bò á. Hả? Đèn bò. Bò sao đâu đi? Đi sơn bò. Đi sơn bò. Con này đi lồng quẹt đi bò đấy. À đây, đi dương sơn à? Hả? À? Đi chào bò à? À? Đi chào bò à? Ôi, đi, lại đây. À, đi đâu? Ta đi, đi được con, đi đi. Đi, đi lên. Bò gì nữa? Ngoan không đi? Hả? Biến hoa cỏ. Biến hoa cỏ, cái hoa cỏ ngon nó sao biến không? À ngọt. Nên là bí gì anh? Ngọt đó ba. Ừ, ngọt lắm. Đi ăn được là mình ăn được.
Nào, đây phải hoa cỏ không ba? Đây hoa cỏ đấy. BiBi. Điên hoa cỏ. Đây đi. Hoa cỏ ngon. Con cua. Con cua. Hả? Sao? Sao? Con cua bị biệt rồi mà. Ừ? Sao? Số cá này. Bị sợ con cua. Đó. Thả nhé, mình thả nhé. Đây, để thả. Đây, để thả này. Đây, mình thả đấy nhá. Thả cua đây nhá. Hả? Thả cua đây này. Thả cua xuống đây nhá. Chặt cua bơi đi nhá. Hả? Bi lên đi, bi lên đi. Bi lên đi. Lên xe đi, lên xe đạp đi. Quay xe về nhá. Hả? Tao. Suka lấy cỏ cho em à? Đi vào trong chơi với ba đi. Hả? Anh đang chơi ba đi công việc đi. Hả? Hả? Vào nhà chơi. Đi vào nhà đấy. Ba lại sẽ ba đi công chuyện đi. Đi vào đi. Đi. Anh đang ba nhá. Đi đi.
Bi đi đâu đấy? Bi đi chơi hả? À, Bi tìm ba hả? Ê, ba đi làm mà. Bi ngoan. Ba đi làm mà. Bi về nhà đi chơi, đi tìm ba hả? Bi ngoan nhá. Ngoan nhá. Ba đi làm mà. Bi đi tìm ba hả? Con người đi chơi để ba làm nhá, tí nữa ba về nhá, con để chơi nhá, chơi ngoan nhá, tí nữa ba về nhá, đấy, giỏi quá, BiBi giỏi quá, BiBi ngoan nhá, ba làm nhá, ba làm tí nữa ba về nhá. Ba bị về đến nóng mà, ba bị về đến nóng, chưa rồi, nhá, về nhá, đi chờ, về đến nóng nhá, về nhá, để rồi đi về nhá, con để rồi đi về nhá, về luôn nhá, về nhá, đi về nhá, đấy. Quá. Đi về giỏi quá.
nhưng bà đi khéo không kịp hết. Em ơi, từ từ thôi, anh tư rồi chứ. Với ra này, xuống đây. Xuống ăn đi. Tôi ăn mơ, ba có ăn mơ. Tôi ăn cho ba xem nghe. Thank you.
Bí đợi mùa rồi nhá, tự bí đợi mùa rồi không? Để ta đi mua sữa cho bí nhá, ba đi mua sữa cho bí nhá, hả? Đi ngồi đấy nhá, ba chở đi mua sữa nhá, đi ngồi đấy nhá, ba chở đi mua sữa nhá, ngồi vô cho tôi, ba chở đi sổ mua sữa nhá, đi nhá. Ôm cho chặt nhá, đi ôm cho chặt nhá. Gỡ mà gỡ sữa nào cho Bi ông sửa nhá, bà cho Bi ông sửa nhá. Từ thôi, mình mua thôi, từ đấy.
Ngươi sửa hết rồi. Sửa hết rồi đây. Sửa hết rồi. Hết sửa rồi nhá. Đất nhá. Không muốn khỏi bình bình về nhá. Đi đi nhá. Ta đi con nhá. Ta lấy chọc đi con nhá. Đi nhá. Đấy. Ta lấy con nhá. Đấy, lấy ba màu cho đẹp nhá. Lấy đi ba màu cho đẹp nhá. Ba bỏ cái túi cho cháu với ba. Đấy. Đấy, cắt nha, cắt không. Bye bye bạn, bye bye bạn rồi nhá. Đi đi bye bye. Bạn bye. Bye này, bye. Bye. Bye bye được về mà. Má nhá, má đây. Ở thơm ba đi về, thì tình cảm này này không làm gì. Đấy. Biết thơm. Về hả? Về nhá. Ơi, đi để tôi đi nhá. Về nhá. Đấy. Ngồi sau này, ngồi sau đây để về nhá, để về nhà ta nhá, ốm chặt nhá. Uh-huh.
Gì đấy Bi? Hả? Gì đấy? Bi làm gì đấy? Hả? Bi mua sữa cho bà đấy hả? À, Bi mang sữa cho bà hả? Ừ, cảm ơn Bi nhé. Bi giỏi quá. Bi giỏi quá. Bi giỏi quá. Mình đi mua sữa cho bà hả? Đi mua sữa cho bà nhá, bà cảm ơn Bi nhá, Bi giỏi quá, Bi giỏi nhá, Bi giỏi quá. Bi biết bà uống mình mua sữa, cảm ơn Bi nhá, bà uống sữa nhá, bà uống sữa Bi nhá. Sửa nhá, Bi nhá. Đấy. Bi uống nha, bà uống đây, Bi uống nhá. Bi giỏi quá. Cảm ơn Bi nhiều nhá. Hết rồi, cất nhá. Hết sữa nhá. Sữa rồi, con ra ngoài chơi nhá. Để bà ghẹt nhá. Con đi chơi nhá. Bi đi chơi nhá. Bi ra chơi nhá. Bi ngoan này, cảm ơn Bi nhiều nhá. Con giờ đang mệt nhá. Để bà ghẹt nhá. Thank you.
Mẹ nó lại có lời của mẹ. Hello everyone, đây là một số cái lá thảo dược nhé. Đấy, được mẹ tôi hướng dẫn cho tôi cách để chăm sóc cho BiBi khi bị đau chân nhé. Đây là toàn là lá gồm lá ngải cứu này, lá lốt này, hành tâm này, gừng này. Đấy, một số là hạt kháng. Mình làm xuống. Bối ở quê thì điều kiện là bệnh viện là hơi xa và không có đầy đủ cơ sở vật chất như ở ngoài trung tâm. Nên là hiện tại thì bố đang tìm, nhờ bạn bè kết nối để tìm một trung tâm chăm sóc tốt để đưa BiBi đến khám. Thì đương nhiên hiện tại thì chưa có phản hồi từ người bạn. Đấy, thời gian tới thì nếu mà trường hợp mà nếu mà sử dụng các cái thuốc này nó không hiệu quả thì bố lại đưa BiBi đi khám ở quê, hoặc là nếu mà tìm thấy, còn không thì đưa ra Hà Nội. Thank you.
thử nhá. Chờ thử, chờ thử. Đặt cho mô lan chân nhá. Nha. Vậy. Thank you.
nghỉ rồi đây thì Nam nghỉ rồi nhá, không được đi lại nhiều này nhá, thấy nhá, Nam biến nhá, không được vận động nhiều thấy nhá,
Này là biết đấy. Đi gì đấy? Nào, kẹo này, đi. Anh kẹo như đấy. 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 Ăn không? Ăn nhờ. Cô bé, nó đừng bốc bẩn. Xuống ăn đi. Ăn đi. Ngon không? Ăn đi. Ở nhà không chạy lịch tìm nhà nhớ, Trần đang đau mà. Hả? Trần đang đau nhá, không được chạy nhá. Ở nhà với ba nhá. Thấy chưa? Xúc ăn đi. Đi xúc ăn đi. Ngon nhờ? Ngon đấy à? Xúc ăn đi, xúc ăn tiếp đi. Xúc ăn đi. Vừa ngon mà. Đi ăn đi. Ngon nào? Ăn đi. Đó đó. Ăn từ từ thôi. Ăn này đông liền nữa. Này, chân này, chân đang đau nha. Chân này. Khi này, chân này, chân đang đau đây này nhá. Chân đang đau đây nhá, hiểu chưa? Con đang chạy lung tung nhá, hiểu chưa? Dạ. À.
Nè, 5 rưỡi này. Đi ra đây, bỏ vào đây ăn đi. Ra ngoài vườn nó chơi với bướm mà, cứ bắt bướm mà. Hử? Dạ. Hay bắt bướm thế chứ. Ăn đi. Ăn đi. Này đi coi. Đi. Năm nóng với bà mà lại ra đây chơi. Hả? Ở đây anh Giang à, anh Giang. Papara
Ngon không? Phải đâu? Ngon không? Ăn từ từ thôi. Ngon không? Bác xem cháu chân nhá, bị đau nhá, chân chân nó đau, chân bị đau. Đây kiểm tra trong cái háng này thì cũng không đau, trong này dưới bên chân bác kiểm tra bên chân như con gái, bên chân cũng bình thường, không đau, đau thì nó kêu lên đấy. Nhảy trong cái kia thằng ông đi, thằng ông đi ngoài lắm. Đi trong trang đi lại đây con cho đi thử đâu cái lại đấy nhé, bán nhiều trang rồi đó. Đi lại không? Treo lên. Mình lấy xuống nha. Không biết đây. Dạ. Đây đây bạc về chó nổ nghe. Chó nổ nghe lấy luôn lấy. Rồi được rồi. Thế nó về sắc đồ nó cái xóm ấy. Mấy bát mấy bát nước. Lấy còn đồ có những cái lấy còn một chén đau nặng ấy. Đồ vừa nặng ấy lấy còn chén. Lấy một chén rồi. Chó nổ một chén trắng cái cây trắng cái còn nó bán lên được. Bà lên. Bà lên là lành đi. Bà ngủ thì tên là cái gì như thế nào vậy? Dạ. Chào nghe. Thì nghe. Đi. Thì chào. Chào đi. Thì nghe. Dạ. Chào đi. Nào đưa tay chào.
Đâu đi. Ờ. Đấy, cái đó nấu 3 lần đúng không? Nấu 3 lần nó sẽ 3 lần 2 lần được. Dạ dạ. Tao chỉ đi kêu giống vậy nha. Rồi. Rồi. Dạ. Nó cảm ơn nhá. Về nhá. Về chất chất uống nhá. Giờ mình về đi nhá. Mình đi về. Mình phóng ngược lại. Chưa chỉ về sân khớp thì hiện tại thì bác chỉ bảo là BiBi chỉ bị nhẹ thôi. Thuốc này thì rất là đắng. Hy vọng BiBi ngoan phải uống thuốc này. Nếu uống thuốc này thì mới lành được. Ồ, tuyệt vời. BiBi uống thuốc mọi người nhé. Đi, mọi người thấy BiBi ngoan không? BiBi rất giỏi. BiBi rất là giỏi mọi người. Điều phục rất là tốt nhé. Để cũng mau lành bệnh nhé. Nói một thêm tí nữa miếng nữa. Nó uống mà lành bệnh được nhé. Sĩ tư vấn cho bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho BiBi ấy, nên cho BiBi ăn nhiều trái cây. Nên thời gian gần đây là
Tôi cho BiBi ăn khá nhiều trái cây, không nấu đồ ăn nấu, hạn chế dầu mỡ. BiBi ăn nhiều chuối thì rất là tốt cho BiBi. Chuối này thuộc cho BiBi nhé. Thank you.
Bơi à?
chân nó bình thường. Không bình thường. Không đau. Đau thì nó kêu lên đấy. Má cô còn thấy khốn. Thôi uống đấy. Ngoan lắm. Thuốc tí là mình uống nhá. Bơi bóng gần nhẹ đấy nhỉ. Má nữa à, mời bữa con trẻ nè. Không, thầy bác qua một chén nữa, uống mấy lần nữa, con cho uống mấy lần nữa. Ê, hãy gì. Mặc quần lên. Thấy đờ đó thì ra kiểm tra lại lần nữa cho nó chắc. Hãy gì. Cái thuốc đấy nó yêu nhiều nhỉ. Ừ, thuốc quá thì uống biết ý. Uống thế mà. Làm gì đó? Bệnh đi đấy. Đây, bệnh đây. Bệnh ngon lắm. Đây, bơ bệnh cho con nhìn. Bí nhá.
cho con ăn bánh nhé. Ừ. Nhà tầng bảy nhé, nhà tầng bảy nhé. Đấy, từ 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 từ, thì ba mở đá, đấy là bình đúc nha, tên gọi là bình đúc, nha ba mở bình đúc cho Bi ăn nhé. Chống ngược nhé. Tôi đưa ba lấy quán ăn nhá. Từ từ. Tí nữa. Tí nhá. Ba lấy bánh con ăn nhá. Đấy. Đây bánh con đây. Từ nhá, từ nhá. Đấy. Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon nhỉ. Đấy. Giờ Bi cầm ăn nhá. Bi cầm ăn thì ba ăn nhá. Đấy, Bi cầm thì Bi ăn nhá, Bi tìm chú ăn nhá. Ba ngồi ăn với Bi nhá. Bi nhá. Ừ. Bi ăn đi. Bi ăn đi nhá. Rồi. Ba lấy ba để cho Bi ăn nào. Ba để cho Bi ăn nào nhá. Đấy. Ngon Bi ạ. Bi ơi. Hả? Ngon nhá. Ngon Bi. Bánh ngon không? Bánh hạt tình ngon nhá. Hả? Ba lấy dây rồi, Bi nào. À. Đấy. Đấy. Con ăn xong ba lấy sữa uống nhá. Rồi. Đấy, lên miếng nữa. Lên miếng ăn xong ba lấy sữa uống. Nè. Không ăn nữa. Ăn no rồi hả? Con ăn nữa. Không ăn nữa thì cần sữa nhá. Đấy, ngăn rồi để uống sữa nhá, để ba lấy sữa con nhá. Ba lấy sữa nhá. Ngồi ba lấy sữa con nhá.
từ từ. Đừng từ từ. Hết rồi, đưa bà ghẹ. Hết rồi, đưa bà ghẹ đùi nhá. Hết rồi. Ba đâu rồi? Hả? Ừ. Ngày ba mua yến cho Bi đây. Yến cho nó nhầm cho Bi đây. Ngồi cẩn thận nhá. Đây, ba Bi. Đây, nghe thấy chưa? Nào, qua đây. Nè. Đi ăn đi. Ngon lắm đi ạ. Đi ăn đi nhá. Lại làm yến nhá. À bé, à mới làm yến cùng á. Rồi. Để nấu đó. Cái này chưa nấu chắc đâu. Nhá. Hãy để chứng nghiệm cho bà BiBi nhá, vừa phải ốm dậy nhá. Ngon đi. Ngon đó, à, ngon nha. Bi ơi, có ngon không? Nè, yến. Nè. Yến là ngon. Ngon không? À, đi cầm kia đi. Ngon không Bi? Ngon không? Ngon nha. Đi ăn đi uống thuốc nhá. Ừ. Ngon ghê, ba ghê. Đi ăn đi uống thuốc nhá. Ừ. Ngon không? Ừ. Bi ơi, này. Ngon không? Bi đừng tập trung ăn.
Sa ba ơi, tối nay con ra Hà Nội đừng ngoan ngoãn nhá. Tôi hôm nào về chơi với ba này nhá. Đi ngoan nhá. Để ba thương nhá. Đừng ngoan ngoãn nhá. Làm việc cực tốt nhá. Sức khỏe nhá. Hôm nào về chơi với ba này nhá. Bí nhá. Tạm biệt Bí nhá. Chúc Bí đi cho thường lộ bình an nhá. Bình an nhá. Bí tạm biệt Bí ra. Hà Nội Bí ngoan. Hôm nào về thăm ba này nhá. Về thăm ba chơi với ba này nhá. Ba buồn ba nhớ Bí nhá. Bí có nhớ ba không? Bí đi Bí có nhớ ba không? Ngon đi. Bánh ngon không? Bánh Hà Tĩnh ngon nhá. Hả? Từ từ. Đi uống nha, ba uống đây, đi uống nhá. Đi giỏi quá. Cảm ơn đi nhiều nhá. Tôi ra ngoài Hà Nội nhá. Uống nhá. Đi. Đi về nhá. Đi. Con ra gửi đồ để đi. Đồ lên. À. Rồi. Đi nhá. Này. À, đi ra nào. Hả? Đi ra đi đóng cửa để mình chuẩn bị đi mà. Ừ. Hả? Ừ. Ở đây. Nhìn gì? Hả? Hả? Đi vậy? Hả? Đi đây. Hả? Đi đâu đây? Đi đâu? Đi đâu vậy? Đi đây. Đi đâu vậy làm gì? Hả? Lấy đồ làm gì? Lấy đồ làm gì đây? Hả? Hả? Thôi lấy cà rốt làm gì? Hả? Cà rốt nó của bà mà. Hả? Sao? Cà rốt nó của bà mà. Sao vậy? Hử? Sao? Cứ mình lấy mang đi á. Hả? Sao? À, muốn cho lên đây á. Được rồi, mang lên à. Rồi, mang lên. Để xin bà nhá. Bà đi mang kiếm cái túi nào. Kiếm cái túi để mình đựng. Đây này, ngồi đi. Đây này, ngồi đây, mình ngồi đây. Đây, cháu đem vào đây nhá. Hả? Sao? Cháu đem vào đây nhá. Nè. Bye bye đấy. Bye bye nhá. Đi đi nhóm nhá. Bye ngoan nhá. Đi thường lùi đi nhóm nhá. Ngoan nhá. Đi ngoan nhá. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye nhá. Bye. Rồi, bye bye. Bye. Đi đừng buồn nhá. Đi phải buồn đấy. Hả? Ở nhà với ba nhá. Hả? Em đi nhà với ba nhá. Hử? Hả? Rồi đi nhá. Đi nhá. Đi nhá. Buồn à? Ở nhà con đi đấy. Đi nhá, ba đi. Con đi nhá.